Thì thời điểm này là cái bông lúa đẹp nhất các bạn, trong hoa lúa tung phấn. Hôm nay thì tương đối cái lúa OM18 của mình cũng bông cũng khá to. Nay chỗ vừa điều, bữa nay nó tung phấn. Chỗ máy xuống thì tương đối nó sạch nè. Hôm nay mình tương đối nó dày dặn nha các bạn, cho nên là bông rất là dữ. Và hiện tại thì cái lúa của mình về màu sắc thì nó cũng rất đẹp nha các bạn, dinh dưỡng thì cũng đầy đủ. Đối với cái vụ đông xuân này thì năng suất thì cao thì mình chưa biết, nhưng mà năng suất thì 1 tấn trên 1 công tầm lớn thì là dư sức nha các bạn. Và đối với cái OM18 thì cái vụ đông xuân thì chúng ta quan tâm nhất là cái vàng lá chín sớm. Nếu chúng ta bảo vệ được cái vàng lá chín sớm thì kiểu như là năng suất nó ok. Hôm nay cái OM18 mà cấy không có năng suất, không có thắng cái lúa mình các bạn. Hôm nay là lý do là cái miếng sáu hecta này mình không cấy là lý do nó quá lúng, cho nên là buộc mình phải xả máy kéo hàng, người ta kéo cũng không nổi nữa, quá lúng do cái vụ ba là không có thu hoạch được. Này bị chuột cắn quá trời các bạn. Được anh hai. Được rồi.
chuột nó làm lỗ lỗ hết các bạn. Dạ, hôm nay chú gộ nè anh. Bị chuột cắn quá trời. Cái biển. Quá trời bữa rồi. Dạ. Dạ.